coi cái dầm môi khô đó là nói thuộc về cái hệ thống miễn dịch. Và các chị học là miễn dịch thì các chị thấy rằng miễn dịch rất là khó. Vì vậy cho nên cái bệnh lý mà liên quan đến miễn dịch, những cái tế bào trong cái hệ miễn dịch này nó cũng khó, có rất là nhiều cái vấn đề mà khó khăn. Do đó cái mục tiêu của bài học ngày hôm nay là tôi chỉ giới thiệu với các anh chị để cho các chị có những cái hiểu cơ bản về bệnh lý của hạt tim khô và đặc biệt là bệnh lý ác tính của nó. Để mà các chị khi mà các chị đi lâm sàng, các chị đi cần biết học về ung thư thì các chị tiếp cận với bệnh lý của những cái hạt tim khô, những bệnh lý ác tính của cái hạt tim khô, những cái tim khô. Thì các chị sẽ có được một cái khái niệm trước để chúng ta dễ dàng xây đắp thêm cho cái kiến thức lâm sàng của chúng ta. Do đó những cái tôi đưa ra với các chị ở đây cũng rất là cơ bản thôi. Giống như là hôm nay chúng ta sẽ cùng nằm tay nhau đi một phòng trung tâm trong cái tòa lâu đài của cái bệnh lý của hạt tim khô, mà nó chính xác hơn là nói có cụ thể hơn là chúng ta sẽ đi một cái phòng quanh quanh cái tòa nhà của bởi vì cái đó nó rất là phức tạp, rất là khó khăn và nó luôn luôn có sự thay đổi không ngừng. Có thể ngày hôm nay chúng ta hiểu chuyện này là đúng, nhưng mà trong vòng vài năm tới nó đã được thay đổi và có những hiểu biết chính xác hơn. Được có những cái gì chúng ta cũng sẽ thay có thể là sai trong những ngày sau này. Và mỗi ngày người ta lại tiếp tục xây cất cái tòa nhà càng ngày càng cao hơn nữa, cho nó có quy mô này chúng ta chỉ đi vòng quanh nó và không biết mở cửa nó và tiến một bước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái bệnh lý của hạt tim khô. Như vậy thì hạt tim khô là một cái polypho của cái polypho mà như chúng ta thì tôi nói với các chị, cái hệ thống tim khô của cơ thể chúng ta gồm có cái polypho trung ương là tổ xương và tim ức và polypho ngoại vi. Thì cái polypho ngoại vi thì hạt tim khô là một trong những polypho ngoại vi, và cái hạt nó cũng có những cái cấu trúc rất là đặc biệt, nó liên quan đến những cái về mặt cấu trúc của tế bào cũng rất là đặc biệt. Do đó để mà nắm vững có thể hiểu được bệnh lý của hạt thì chúng ta phải nhìn nó ôn lại về cấu trúc mô học của hạt và các cái phần dùng của nó như thế nào. Thì một khi các chị nắm vững được cái cấu trúc mô học của hạt như vậy rồi đó, thì các chị tiếp cận được bệnh lý của hạt thì chị sẽ thấy nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thì như vậy là chúng ta có cấu trúc mô học của hạt á, hạt là một cái cấu trúc có hình hạt đậu như thế này. Và cái thường thường cái tuổi của nó nhỏ hơn khoảng thì vài cm đến khoảng 1 cm thôi. Nó có hình hạt đậu với có một cái rô hạt như thế này, thì nó sẽ có một cái vỏ bao sơ bao xung quanh hạt. Chúng ta nhắc lại về mặt môn học năm ngoái là những cái điều rất là quen thuộc của chúng ta, nó có một cái vỏ bao sơ bao xung quanh hạt, và từ vỏ bao sơ này nó sẽ có những cái lớp sơ nó đi vào trong cái nhu mô bên trong của hạt. Thì nhu mô hạt là cái phần nằm ở trong vỏ bao sơ, người ta chia nhu mô hạt ra thành ba cái vùng. Vùng thứ nhất là vùng vỏ của hạt, vùng vỏ là vùng nằm ngay cái vỏ bao sơ của hạt, là nơi các chị thấy tập trung những nanen phô sơ cấp và nanen phô thứ cấp. Nanen phô sơ cấp là tập trung của những cái con liên tô vào biến thành thành cục miễn dịch, nó đứng thành một cái khối như thế này, nó được nằm trong một cái hệ thống mạng lưới collagen để nâng đỡ nó. Nanen phô thứ cấp là cái dấu hiệu hình thành cái trung tâm mầm xé được bao bọc bởi những cái liên tô vào nhỏ xung quanh, cũng là gọi là nanen phô thứ cấp. Như vậy là vùng vỏ là vùng của những cái nanen phô sơ cấp và nanen phô thứ cấp, và người ta nói đây là vùng của những con liên phô vào bê. Như các chị biết là trong cái hệ thống liên phô, các chị biết là có hai loại tế bào liên phô vào bê và liên phô vào tê, và một cái nhóm chúng ta là tế bào không bê không tê. Thì khi mà những cái con liên phô vào mà nó ở trong tủy xương hoặc là trong tuyến ức là những cái cơ quan liên phô trung ương đó, thì nó sẽ là những cái con được việt hóa từ những cái con tế bào nguồn của tủy xương, những cái con từ những con tế bào nguồn của tủy xương, những con tế bào rất là non, những con tế bào tiền thân của những tế bào liên phô đó, nó sẽ việt hóa từ từ để nó trở thành những cái con liên phô vào trưởng thành. Thì ở tủy xương sẽ có những cái con liên phô vào bê trưởng thành. Những con này là những con có kích thước nhỏ, là những con trưởng thành chưa hề tiếp xúc với kháng nguyên, nhưng mà người ta thấy rằng một khi nó tiếp xúc với kháng nguyên nó có khả năng tạo ra một cái đáp ứng miễn dịch khi mà tiếp xúc với kháng nguyên. Thì từ trong cái cơ quan vô là tủy xương đó, thì con liên phô vào đây trưởng thành này nó sẽ đi ra ngoài vi và nó sẽ đến ở trong hạt, ở trong cái vùng vỏ của hạt này, nó sẽ tập trung lại tạo thành những cái nanen phô sơ cấp.
vùng cận vỏ của chúng ta là vùng vùng cận vỏ là vùng nằm ngay dưới vùng vỏ, nó là một cái vùng có những cái con lympho bào nhỏ. Những cái con lympho bào này là những cái con lympho bào dòng T. Như vậy chúng ta có vùng vỏ là vùng lympho bào B, vùng cận vỏ là vùng lympho bào T. Và trong vùng cận vỏ này, ngoài những cái lympho bào T nó nằm ở đây thì các chị còn có những cái tỉnh mạch sau mông mạch. Những cái khi đây là cái mông mạch là đây là cái động mạch ha, và sau đây là tỉnh mạch, thì giữa cái động mạch và tỉnh mạch là có một cái vùng mông mạch. Thì những cái tỉnh mạch sau mông mạch nằm ở vùng cận vỏ nó có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, và tế bào nội mô nó rất là cao, và đây là nơi mà những cái tế bào lympho nó rời cái mô lympho nó vào trong rời máu vào trong mô lympho. Thì và những cái chuyện gì lympho vào T là những cái con lympho bào được tạo thành từ những con đầu tiên có những tế bào ruột của tuyến xương, nó sẽ có những cái dòng tiền thân của những tế bào ruột đường T. Sau đó những cái con đó sẽ di chuyển đến tuyến ức, những con mà thuộc tế bào đường T di chuyển đến tuyến ức, sau đó nó sẽ được hóa trưởng thành những cái con T trưởng thành, và sau đó nó ra mô lympho ngoại vi, và những cái con tế bào T trưởng thành đó nó sẽ di chuyển đến thận và nó nằm ở trong cái vùng cận vỏ. Như vậy là chúng ta có hai cái vùng là vùng vỏ là nơi ở của lympho bào B và vùng cận vỏ là ở của lympho bào T. Và chúng ta có một cái vùng thứ ba là vùng tụy nằm ở chính giữa này. Vùng tụy thì nó có những cái dây lympho nó liên tục từ cái vùng cận vỏ nó có những cái dây lympho và đang kéo từ cái sàn mạch huyết. Thì mạch huyết lớn ở thận đó nó sẽ đi xuyên qua vỏ bao sơ, qua cái phần mạch huyết lớn có nhiều mạch huyết lớn nó xuyên qua vỏ bao sơ, sau đó nó đổ vào một cái xoang nằm ngay dưới vỏ bao sơ, người ta gọi là xoang dưới vỏ. Sau đó nó chạy ngang qua những cái ngang lympho, người ta gọi là xoang quanh nang, nó đi vào trong sâu và cuối cùng nó trở thành xoang tủy. Thì những cái mạch huyết có xoang tủy tập trung lại với nhau ở đốm thận và trở thành mạch huyết đi ra ngoài qua ở đốm thận để thông mạch máu, như vậy nó vào ở đốm thận và sau đó nó đi nó nhỏ dần, cuối cùng nó trở thành tĩnh mạch và nó trở về ra ngoài qua cái đốm thận. Như vậy là cấu trúc cơ học bình thường của một cái mạch lympho, và như các chị biết thì nó có cái sự cũng khu nhất định của những cái thành phần tế bào trong cái mô lympho này. Đây là hình ảnh mô học mà các chị thấy được đó. Thì ở đây người ta xin thiết cho các chị thấy một cái phần của mô thận, và các chị có vỏ bao sơ của thận. Ngay dưới vỏ bao sơ các chị sẽ có vùng vỏ thì có những cái lan lympho thứ cấp và những cái lan lympho sơ cấp. Nhưng mà thường thường chúng ta sẽ chỉ cần bắt gặp được cái lan lympho sơ cấp, bởi vì các chị biết rồi, một khi một cái cá thể được sinh ra đời thì nó luôn luôn phải tiếp xúc với các cái nguyên đã môi trường ở bên ngoài, do đó luôn luôn có một cái phản ứng đối với cái kháng nguyên lạ đó. Và như vậy thì các chị thấy rằng cái sự hiện diện của lan lympho cơ cấp chúng ta thấy cần phải biết hơn, chúng ta dễ dàng gặp những lan lympho thứ cấp hơn. Vì như vậy trong vùng vỏ chúng ta có nhiều những cái lan lympho thứ cấp và lan lympho cơ cấp như thế này. Đây chủ yếu là lan lympho thứ cấp, chúng ta có vùng cận vỏ với những lympho bào T trưởng thành và một số những cái nguyên bào miễn dịch T, và đây chúng ta có những tỉnh mạch trong bao mạch. Cái tỉnh mạch này cũng thể phân biệt được tỉnh mạch trong bao mạch. Cho đó các chị có các dây tủy với những tế bào lympho và những cái con dương vào nó kèm với cái xoang tủy. Và sau đó thì chúng ta nói về các xoang, thì xoang chúng ta có xoang dưới vỏ, sau đó là những cái xoang quanh nang, cuối cùng là gọi là xoang tủy, sau đó thì nó sẽ phát ra ngoài đi. Đây là hình ảnh của một cái lan lympho thứ cấp. Các chị có một cái trung tâm mầm sáng rất đa dạng tế bào và một cái ngoại vi tối gồm nhiều cái con lympho bào nhỏ được thành miễn dịch. Trong trung tâm mầm sáng này các chị thấy rất là nhiều loại tế bào, có những tế bào có kích thước nhỏ nhưng hơi mốc mốt một chút, người ta gọi là tế bào nhỏ có khí. Và đây cũng có một cây nhận hàng của những tế bào mà hơi mốc mốt một chút, nên cũng hơi mốc vào. Những tế bào có kích thước lớn, có kích thước lớn và nhân của nó tròn với những cái hạt nhân nó bao ở ngoài màn nhân, thì đây là những con tế bào có kích thước lớn. Thì như vậy trong trung tâm mầm các chị sẽ thấy nhiều loại tế bào, đa dạng tế bào có kích thước nhỏ có khí, và các chị có thể thấy đã được vào là ở trong đó cái lần này không có được từ con này vào. Như vậy là trong trung tâm mầm thì có được nhiều loại tế bào. Vì sao trong trung tâm mầm này có nhiều loại tế bào như vậy, thì chúng ta sẽ có những cái giải đáp trong bài rất là kế tiếp. Chúng ta vào cái vùng cận vỏ, đây là vùng vỏ ha, có một cái lan lympho thứ cấp của trung tâm mầm sáng và phải đi tối ở đây, và sau đó đây là vùng cận vỏ. Thì trong vùng cận vỏ các chị sẽ có những cái tĩnh mạch sau mông mạch, là những cái tĩnh mạch mà có tế bào nội mô còn to mô vào trong lòng mạch như thế này, là nơi khi chúng ta rời máu có cái lympho. Và các chị thấy chúng ta có những cái con lympho bào trưởng thành, và những con lympho bào trưởng thành này là những con lympho bào T. Vùng tủy các chị thấy có những cái dây tủy và những cái xoang mạch huyết kèm những cái dây tủy này. Thì trong cái mô lympho của dây tủy các chị sẽ thấy những cái con tương bào
liên cầu bào nằm trong cái cây sủi đó, chúng ta có được cái quan sủi như thế này. Khi như vậy chúng ta thấy rõ ràng là trong một cái môn học các chị có những cái vùng khác nhau, và trong đó các chị có những cái tế bào liên cầu. Và các chị cũng năm ngoái chúng ta học về môn học, các chị cũng đã từng được mô tả về những cái tế bào liên cầu. Và các chị biết rằng ngoài cái việc tế bào liên cầu nó có thể là tế bào dòng B hoặc tế bào dòng T hoặc là những tế bào NK, thì những tế bào liên cầu còn có những kích thước khác nhau. Chẳng hạn như các chị có những con tế bào liên cầu kích thước nhỏ, con tế bào liên cầu kích thước trung bình và con tế bào liên cầu kích thước lớn. Những cái con tế bào liên cầu đó nó có giống nhau hay không, và vì sao nó lại có thay đổi về mặt kích thước như vậy? Nói về kích thước thì chúng ta nói những cái con tế bào liên cầu có kích thước nhỏ, thì thường người ta cho các chị một cái con số, những cái con liên cầu bào kích thước nhỏ là kích thước nó khoảng từ 6 đến 12 micromet, kích thước lớn là những con liên cầu bào có kích thước trên 20 micromet, từ 20 micromet trở lên, là những kích thước trung bình là nằm dưới giữa từ 12 đến 20 micromet. Thì trong môn học người ta có thể lấy một cái góc để so sánh đối chiếu với lại đó để mà có thể ước lượng được cái kích thước của nó. Thì người ta lấy, hoặc là người ta lấy cái tế bào mỗi mô tĩnh mạch trong mô mạch làm cái kích thước đo, hoặc là người ta lấy nhân của những con mô bào nằm trong cái khoang đó, trong những cái khoang hồi nãy tôi đã nói khoang đó, thì những cái dây tủy cho trong đó mà tôi đã quên mô tả cái khoang đó, thì trong khoang nó có rất nhiều những cái mô bào bản chất của nó là những con đại thực bào hết. Thì mô bào nó sẽ có một phương trọng và một cái nhân, thì người ta so sánh nhân của mô bào và nhân của tế bào mỗi mô tế bào liên cầu. Nếu nó nhỏ hơn kích thước của cái nhân của con mô bào thì các chị xếp nó là kích thước nhỏ. Nếu nó bằng kích thước của mô bào thì kích thước của nhân của mô bào thì chúng ta gọi là kích thước trung bình, và nếu lớn hơn kích thước nhân của mô bào thì chúng ta gọi là liên cầu bào kích thước lớn. Như vậy thì chúng ta biết là liên cầu bào có những kích thước khác nhau. Mà vì sao có sự xuất hiện những liên cầu bào kích thước khác nhau như vậy? Bây giờ chúng ta sẽ xem sơ đồ về quá trình hình dạng của những tế bào liên cầu và liên cầu. Như các chị biết là khi tế bào B và T trưởng thành thành thể miễn dịch đi từ tủy xương hoặc tuyến ức đến mô hạch nằm trong đó, đó là những cái con tế bào chưa thể tiếp xúc với kháng nguyên, nhưng một khi nó tiếp xúc với kháng nguyên rồi nó có thể tạo nên đáp ứng miễn dịch. Thì như vậy thì khi mà đáp ứng miễn dịch xảy ra, cuối cùng để làm gì? Để nó tạo ra được xương bào dẫn đến ra kháng thể chống lại kháng nguyên đã xâm nhập, hoặc là cái đó là con đường của tế bào dòng B. Còn con đường của tế bào dòng T là gì? Là nó trở thành những con tế bào như là những cái tế bào hoạt động, những con tế bào thực hiện, hoặc là những tế bào những tế bào nhớ chẳng hạn, những tế bào thực hiện, những tế bào di động, những cái con tế bào T động tế bào chẳng hạn. Vì như vậy là từ những cái con tế bào mà xuất phát từ tủy xương, từ những con tế bào trưởng thành thành thể miễn dịch đó, nó tiếp xúc với kháng nguyên và nó sẽ có một loạt những cái biến đổi để cuối cùng nó tạo thành được cái đích cuối cùng của nó là những cái con tế bào có thể hoạt động và chống lại các nguyên lại xâm nhập. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái sơ đồ này. Chúng ta bắt đầu từ tế bào dòng B. Thì ở trong cái tủy xương là nơi có những tế bào nguồn của tủy xương, những tế bào gốc trong liên cầu. Thì ở trong đây thì các chị sẽ có từ tế bào gốc này nó sẽ được hóa ra rất là nhiều một số cái giai đoạn nhất định ra những tế bào rất là non. Sau đó nó ra được đến một cái giai đoạn tế bào tương đối ít non hơn mà người ta đặt tên đó là những cái con nguyên bào liên cầu. Và ở trong tủy xương thì là thường là cái dòng B, các chị có những cái con nguyên bào liên cầu B. Nguyên bào liên cầu B sau đó thì nó sẽ tiến hóa để trưởng thành thành cái con nguyên bào B trưởng thành. Đây là những cái con tế bào liên cầu có kích thước nhỏ và nó là những cái con mà chưa thể tiếp xúc với kháng nguyên nhưng có khả năng đáp ứng tạo một cái đáp ứng miễn dịch khi mà gặp kháng nguyên. Và liên cầu bào B này khi ra hạch thì như chúng ta đã được mô tả lúc nãy, nên chỉ biết là nó sẽ nằm trong những cái nang liên cầu sơ cấp. Nó hình thành trong những cái nang liên cầu sơ cấp, nó nằm giữa một cái mạng lưới của những tế bào người ta gọi là tế bào tua nang. Tế bào tua nang là những tế bào mà nó có nhiều cái tua đó để mà nó tạo một cái mạng lưới và nó ôm giữ lấy những cái con liên cầu bào B trưởng thành này. Liên cầu bào B trưởng thành nằm ở trong những cái nang liên cầu sơ cấp. Bây giờ kháng nguyên được theo dòng mạch huyết nó đi đến hạch và nó sẽ được trình diễn trước những cái con liên cầu bào B trưởng thành này. Khi có kháng nguyên đã xâm nhập và một vài con liên cầu bào B được nhận diện kháng nguyên thì người ta thấy một loạt quá trình chuyển hóa chuyển dạng xảy ra. Giai đoạn đầu người ta gọi là một cái đáp ứng của miễn dịch nguyên phát. Những cái con liên cầu bào B trưởng thành này nó sẽ biến, nó sẽ chuyển hóa chuyển dạng. Đầu tiên nó sẽ tạo thành một cái con nguyên bào miễn dịch B. Nguyên bào miễn dịch B là một cái con tế bào có kích thước lớn, có 1-2 hạt nhân nằm chính giữa của cái miễn dịch phai ha. 1-2 hạt nhân nằm ở chính giữa của cái nhân. Kích thước nhân nó lớn, các chị hiểu nhân nó lớn là khoảng trên 20
đường bị trùng thế, và nó có một cái tàu tương nó ái kìm như thế này, thì con viêm bào miễn dịch B sẽ tiếp tục chuyển dạng thành con tương bào. Tương bào này là một cái con tương bào có đời sống ngắn, có khả năng giết ra IgM, là một cái kháng thể chống lại các viêm lạ xâm nhập. Tuy nhiên người ta thấy rằng cái kháng thể này nó chưa có đặc hiệu lắm đối với các viêm lạ xâm nhập, nó chỉ tạm thời đáp ứng trong cái giai đoạn mà đáp ứng miễn dịch nguyên phát thôi. Thì như vậy là đó là cái con đường thứ nhất. Sau đó thì người ta thấy rằng một vài con viêm vô bào B được hình thành một miễn dịch tiếp xúc với kháng nguyên đó lại trải đi qua một cái con đường thứ hai xảy ra trong cái con đường thứ nhất mà ngàn. Thì con đường thứ hai, những cái con viêm vô bào B được hình thành một miễn dịch đó sẽ đi vào trong sâu bên trong những cái đan phô sơ cấp và nó sẽ bị hóa chuyển dạng thay đổi cái hình dạng sinh thôi nảy nở để nó tạo thành một cái trung tâm hầm. Thì như vậy là từ vài con cái tàu viêm vô bào B trưởng thành sau khi tiếp xúc kháng nguyên, nó sẽ có một cái quá trình biến hóa chuyển dạng, nó tạo thành một cái trung tâm hầm chứa từ 10.000 đến 15.000 con tế bào. Thì thấy là một cái sự thay đổi rất là lớn. Thì nó vào trong chính giữa của cái cây lên vô sơ cấp đó, nó sẽ trải qua một loạt những quá trình biến hóa chuyển dạng qua rất là nhiều giai đoạn. Ở đây người ta chỉ vẽ cho các chị hai giai đoạn cuối cùng thôi, trước đây nó còn một số giai đoạn nữa. Như vậy là trong những cái giai đoạn biến hóa chuyển dạng đó thì nó hình thành nên một cái con tế bào người ta gọi là nguyên tâm bào. Nguyên tâm bào là một con tế bào có kích thước lớn, có 3 cái hạt nhân nó bám sát màng nhân và có một cái bào tương hoặc một thứ ái kìm, và nó cũng là một cái con tế bào nhân tròn như thế này, và nó tập trung lại thành một cực ở một cực của cái trung tâm hầm, và các anh chị hay được mô tả trên môn học đó là cái vùng tối của tâm hầm. Thì nguyên tâm bào là một cái trong một cái chuỗi những cái giai đoạn biến hóa chuyển dạng nguyên tâm bào đây được thành cho các nguyên tới giai đoạn nguyên tâm bào. Thì con nguyên tâm bào này nó sẽ trên cái tại cái giai đoạn nguyên tâm bào này nó có những cái biến đổi hết sức là quan trọng. Người ta thấy rằng có một loạt những cái đột biến xảy ra trên bộ gen của nó. Người ta có thể mô tả chẳng hạn như có biến hóa sắp xếp những cái chuỗi nặng ta sắp xếp những cái gen quy định cái vùng gen của chuỗi nặng và ta sắp xếp, và sau đó là một loạt những đột biến xảy ra mà người ta đặt tên nó, người ta gọi nó là một cái siêu đột biến không. Thì các chị biết là đột biến của cái đột biến mà tế bào hầm á thì là những đột biến mà nó có thể di truyền được sang trong con cháu, còn cái đột biến thông là đột biến chỉ xảy ra ở trên cái con tế bào đó mà thôi, riêng lẻ trên con tế bào đó mà thôi, và cái con tế bào đó nó không phân chia nữa, do đó nó không có truyền cho con cháu. Do đó cái đột biến thông xảy ra trên từng con nguyên tâm bào này cũng sẽ chỉ làm gì, cái đột biến nó xảy ra trên những cái gen mà quy định cho cái vùng B của cái chuỗi nặng và chuỗi nhẹ. Cái vùng B là cái vùng thay đổi của cái chuỗi nặng chuỗi nhẹ trong cái kháng thể đó. Mục đích của nó là làm gì? Cái vùng đó là cái vùng quy định cái tính đặc hiệu của cái kháng thể chống lại kháng nguyên lạ xâm nhập. Do đó khi mà cái con nguyên tâm bào này nó có một đột biến xảy ra trên cái vùng đó thì nó sẽ sinh ra những cái thì nó sẽ làm con có khả năng sinh ra những cái kháng thể thật sự đặc hiệu cho kháng nguyên lạ xâm nhập. Chính vì vậy khi mà cái sự đột biến mà thông đó nó xảy ra trên cái vùng đó mà không tạo được một cái kháng thể đặc hiệu cho kháng nguyên lạ xâm nhập, thì như vậy chứng tỏ con nguyên tâm bào đó không có khả năng sản xuất ra kháng thể đặc hiệu cho kháng nguyên lạ xâm nhập, và như vậy thì nó không hữu ích, và do đó con nguyên tâm bào nó sẽ được đẩy vào con đường tự hủy. Và do đó các chị sẽ thấy trong cái trung tâm hầm đó thì có rất là nhiều những con đại thực bào ăn những cái thể bắt vào, chính là những con đại thực bào ăn những con nguyên tâm bào mà không có những cái siêu đột biến để mà có thể sản xuất ra kháng nguyên, kháng thể đặc biệt cho kháng nguyên. Do đó từ những cái con nguyên tâm bào sau khi nó đã trải qua những cái quá trình tái tổ hợp các bộ gen của nó rồi, không có những cái siêu đột biến thân vân vân đó, cuối cùng nó sẽ trở thành con nguyên tâm bào có khả năng sản xuất ra trong cái bộ gen của nó có khả năng sản xuất ra kháng nguyên đặc hiệu, kháng thể đặc hiệu của kháng nguyên lại xâm nhập, và những con đó nó sẽ tiếp tục được tồn tại và nó bị hóa tiếp thành một cái giai đoạn nữa là những con tâm bào. Thì tâm bào là những con tế bào có kích thước từ nhỏ đến trung bình, nhân của nó có một cái khí nhỏ như vậy và nhân của nó không rõ ở tương nó ít thôi. Nó tập trung về một cái cực của cái tâm bào, người ta gọi là cái vùng sáng của cái tâm bào, người ta chỉ nhớ là trong tâm bào có vùng tối vùng sáng. Tiếp tục sau đó thì những cái con tâm bào này sẽ tiếp tục biệt hóa, hoặc là nó sẽ biệt hóa theo con đường tạo thành tương bào, sẽ
lên. Còn trải qua cái giai đoạn nguyên tâm bào trở thành tâm bào như thế này trong quá trình điện thoại đột biến ở trên cái giai đoạn này thì nó có sự thay đổi cái lớp của các kháng thể từ IgE nó đổi thành IgE, IgE. Do đó khi mà nó trưởng thành thì nó tạo ra được cái con tư bào mà có khả năng tiết ra kháng thể IgE, IgE, IgE. Đây là những con tư bào có đời sống dài. Những con tư bào này lập tức tham gia vào đáp ứng miễn dịch, tiết ra kháng thể cho các viên lạ xâm nhập. Và một số trường hợp thì sau khi cái phản ứng miễn dịch xảy ra xong thì những con tư bào này nó phải di chuyển trở lại tủy xương, nó ở lại trong cái tủy xương đó một thời gian rất là dài. Tâm bào ngoài cái con đường có thể bị phá tư bào, người ta thấy rằng nó có thể bị phá thành một cái con tế bào B lớn, nó nằm ở bên ngoài một cái, nó tạo thành một cái vùng nằm ở bên ngoài cái tâm bằng cái năng lượng tuyến cấp như vậy, mà người ta gọi đó là cái vùng rìa. Như vậy là những tế bào B nhớ, những tế bào B này sẽ nằm ở vùng rìa, người ta gọi là những tế bào B ở vùng rìa. Còn cái tâm bằng thì cái năng lượng tuyến cấp á, thì các chị thấy nó cũng tâm bằng với những con nguyên tâm bào cũng chữa với những cái đại bào ăn thể bắt bào, những con đại bào ăn những cái bản vỏ, những cái nguyên tâm bào nó ấy được kém với kháng nguyên, do đó nó sẽ bị tự nhiễm. Thì bên trong của nó là những cái thành phần tế bào như vậy, và bên ngoài của nó là những cái tế bào gây trưởng thành, những cái tế bào gây của vùng viền. Nói chung là hai thằng này nó không phải là một, nhưng mà nó hơi khác khác ở trong sau và những cái vùng bên ngoài cái cái nguyên tâm bào như thế này. Thì như vậy đây là con đường việc hóa chuyển dạng tế bào dòng V, và các chị thấy rằng nó rất là phức tạp, trải qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau. Chính vì những con tế bào dòng V nó trải qua nhiều giai đoạn khác nhau như vậy, do đó các chị thấy rằng đột biến rất dễ xảy ra trên những con tế bào dòng V. Chính vì vậy khu ác tính của tế bào lympho thì thường các chị sẽ gặp cái một cái tỷ lệ cao hơn của những cái u xuất phát từ tế bào dòng V hơn tế bào dòng V. Chúng ta quay trở lại với cái con đường biệt hóa của tế bào dòng T. Thì như vậy ở đây chúng ta có cái vùng vỏ, ở đây chúng ta có cái vùng cận vỏ. Thì tế bào dòng T cũng chạy từ tế bào gốc dòng lympho ở trong tuyến xương, nó sẽ lên tuyến thức. Và đây nó trải qua một loạt những quá trình biệt hóa chuyển dạng từ những tế bào non, cuối cùng nó trở thành những tế bào trưởng thành, nó đi vào máu và nó trở thành cái vùng cận vỏ của mặt nó nằm ở đó. Khi nó gặp kháng nguyên thì những cái con lympho vỏ T trưởng thành thành một miễn dịch này sẽ trải qua một quá trình chuyển hóa chuyển dạng, nó sẽ chuyển dạng thành những con nguyên bào miễn dịch T, và cũng là những con tế bào có kích thước lớn, có một hai hạt nhân nằm giữa một cái viền bào xương thái kỳ nằm xung quanh, và theo đó thì tiếp tục chuyển hóa thành những tế bào T cực kỳ có CD4 dương hoặc là CD8 dương. Thế các chị thấy là con đường của cái tế bào dòng T thì nó đơn giản hơn, nó khác hơn, và nó tham gia vào cái cấp tính miễn dịch thông qua trung gian tế bào và nó cũng miễn dịch. Thì đây là một cái cơ đồ tóm tắt lại đơn giản nhất để chúng ta có thể hiểu được là vì sao có sự hình thành của trung tâm bằng, vì sao có rất là nhiều loại tế bào lympho như vậy, có kích thước nhỏ, có kích thước lớn, và những cái giai đoạn khác nhau thì nó cũng có những cái vai trò khác nhau của nó. Như vậy là trong quá trình mà nó biệt hóa chuyển dạng, nó đi từ những tế bào rất là non, chẳng hạn như tế bào dòng V, tế bào dòng T, những tế bào rất là non, tế bào gốc, nó trải qua các giai đoạn non, rồi sau đó nó trưởng thành, nó đang mua ngoại vi, nó thành những tế bào trưởng thành, cuối cùng nó tạo thành tương bào. Cũng giống như tế bào dòng T từ trong kích thước phân vân, những tế bào rất non sẽ ra bên ngoài, cuối cùng ra những tế bào T trưởng thành như vậy, nằm ở trong những tế bào có khả năng hoạt động, trong tham gia vào các chuyển dịch như vậy. Thì các chị thấy rằng nó trải qua rất là nhiều giai đoạn. Và người ta thấy rằng ứng với mỗi một giai đoạn biến dịch như vậy, những cái con tế bào này nó có biểu hiện một tập hợp kháng nguyên trên bề mặt của nó hoặc là trong nhân của nó. Thì như các chị biết vậy, và cái tập hợp những cái kháng nguyên biểu hiện trên bề mặt hoặc là trong nhân của những cái con tế bào dòng B dòng T này, người ta gọi là kiểu hình miễn dịch của nó. Có nghĩa là cái đó giống như là những cái mà giúp cho các chị định danh được cái con tế bào đó nó đang ở giai đoạn nào. Ứng với mỗi giai đoạn thì nó sẽ có một cái tập hợp kháng nguyên khác nhau. Chẳng hạn nói một cách đơn giản để hiểu, như ở giai đoạn thứ nhất nó có cái tập cái kháng nguyên 1, 2, 3. Ở giai đoạn thứ hai nó mất cái 1, nó có thêm 4. Chẳng hạn lúc đó nó có 2, 3, 4. Rồi giai đoạn cuối cùng nó có 9, 10, 11 chẳng hạn. Và đó như vậy là ở giai đoạn nó trưởng thành, nó sẽ khác hẳn với giai đoạn đầu tiên. Và nhờ người ta biết được cái tập hợp cái kháng nguyên nó gồm những cái kháng nguyên gì, và người ta có thể xác định được con tế bào đó đang ở giai đoạn nào quá trình biến hóa chuyển dạng. Và tập hợp kháng nguyên đó người ta gọi nó là kiểu hình diễn dịch của những con tế bào dòng lympho. Thì đối với tế bào dòng máu cũng vậy, nó cũng có những tập hợp kháng nguyên mà người ta cũng gọi nó là kiểu hình diễn dịch của tế bào dòng máu. Nên là còn ở đây thì chúng ta sẽ phân chia lại trong những cái tế bào dòng lympho để các
thì kiểu kiểu mình miễn dịch của những tế bào dầm như cô là hoạt động kháng nguyên và nó biểu lộ, và nó sẽ thay đổi khác nhau theo từng giai đoạn phát triển việc tá trưởng thành của những cái con tế bào dầm nhân cô dầm B và dầm T có sự khác biệt nhau. Chẳng hạn ở đây các vị quan sát cái giai đoạn rất là non, thì có CDT dương tính, nó có CDT 4 dương tính, nhưng mà ở cái giai đoạn chẳng hạn ở trong cái trung tâm mầm các vị thấy nó biểu hiện rất là nhiều, chẳng hạn như nó có CDL 6 là công nhân, nó có CDT 4, CDT 2, CDT 20, CDT 9, A, CDT 10, CDT 14 phần, nó rất là nhiều ở sinh mạng bất thường của nó. Đột nhiên mà nó đã trở thành một con tương bào, nó có nó đã mất hàng loạt những cái nó có thể biểu hiện các việc khác để các cái đề một cái đề một cái mà chúng ta nhận được cái con đó là không thể và tương tự đối với tế bào T như vậy, khi như vậy ra đó chỉ có thể xác định được nó đang ở giai đoạn phát triển dạng nào và cái quá trình đó chúng ta xác định bằng cách nào. Các chị biết nó có trên bề mặt nó có những cái đó và chúng ta xác định bằng cách nào. Ở đây là một cái kháng nguyên định danh cho các chị, người ta nói chẳng hạn như tế bào dầm T ở từng cái giai đoạn khác nhau của nó có thể biểu hiện chẳng hạn CD1, CD3, CD5, CD8 ở tế bào dầm T, vân vân, như vậy thành ra thì có thể một người đã tổ chức tất cả các cầu nói chung tất cả các tế bào dầm T thì chúng ta có thể được biết rằng nó cần phải ghi nhớ cho nên dùng số cao. Thì các chị sẽ thấy rằng nó sẽ bắt cái vùng cận vỏ, các chị thấy những cái đang lên phô thì có lát lát vài ba con
thôi. Các chị nhớ mặc dù là nang lymph node là nơi tập trung của tế bào dòng B nhưng vẫn có một số con lymph node T nó nằm ở trong đó. Và các chị thấy rằng chúng ta thấy cái vùng vỏ nó bắt với lại CD3 nhưng mà cái vùng những cái trung tâm tầng này lại đáp một ít con bắt với CD3 mà thôi. Bây giờ chúng ta nói đến chuyện CD. CD là gì? CD người ta gọi là cluster of distinction, là những cái nhóm sự hình danh. Các chị giờ như hồi nãy tôi tả cái gì khác đi ở trên bề mặt của cái con lymph node nó có rất là nhiều hàng trăm cái khác nguyên khác nhau và người ta đánh số nó. Thì sau đó để nhận diện những cái khác nguyên đó thì các nhà các cái labo sản xuất khắp nơi trên thế giới người ta sản xuất ra kháng thể để nhận diện khác nguyên đó. Bây giờ một cái khác nguyên chẳng hạn như khác nguyên của tế bào dòng B thì khi ở cái labo này á, người ta sản xuất ra người ta đặt tên đó là L16. Trên cái labo khác người ta đặt tên nó là B1, ở Việt Nam mình có thể đặt tên B56 chẳng hạn đó. Thì khi sản xuất ra như vậy cùng một cái kháng thể để nhận diện có một cái kháng nguyên chung thôi mà mỗi nơi đặt tên khác nhau như vậy. Như vậy là khi mà các chị đọc một cái tài liệu các chị sẽ không thể nào hình dung nổi là người ta đang dùng cái kháng thể gì để phát hiện ra cái gì. Do đó người ta buộc lòng phải thống nhất với nhau mà người ta đặt ra một cái hệ thống người ta gọi là nhóm định danh là C là CD. Tiếng Anh thì hay nói tắt là CD ha. Cluster of Designation là nhóm định danh. Thì nhóm định danh như vậy thì các chị thấy rằng đối với cái kháng nguyên mà nó định danh cho cái tế bào dòng B, người ta đặt tên là CD20. Nó sẽ bao gồm những cái kháng thể ở những cái labo khác nhau, có labo đặt tên là đơn.